Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Từ một người phụ nữ gốc Việt không nhớ vì sao mình đã bị mất tích, các viên chức sở cảnh sát Knoxville đã xác nhận rằng Lan Nguyễn, 29 tuổi, người đã mất tích từ hôm thứ Hai, đã được tìm thấy vào tối thứ Năm. Anh trai của cô là Khanh Nguyễn nói rằng họ không rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi Lan chạy vào nhà cha của mình vào hôm thứ Năm thì cô ấy nói rằng cô ấy đang chạy trốn một cái gì đó. Cô ấy hoảng sợ, cô ấy không nhớ bất cứ điều gì và cô ấy không muốn nói về bất cứ điều gì. Khanh nói, vì vậy chúng tôi chỉ ở gần cô ấy để cô ấy cảm thấy an toàn và chúng tôi không muốn hỏi bất kỳ câu hỏi nào nữa. Nguyễn được thông báo là đã mất tích vào thứ Hai, ngày 13 tháng 12, sau khi cô ấy ngưng trả lời trong một cuộc trò chuyện nhóm với gia đình. Hôm thứ Năm thì nhóm máy bay không người lái KPD đã tiến hành tìm kiếm trên không trung, trên không khu vực xung quanh khu chung cư. Gia đình đã tổ chức một buổi cầu nguyện vào thứ Tư để cầu nguyện cho sự trở về an toàn của cô. Thảo Nguyễn, chị gái của Lan cho biết, tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng tôi cũng có thể nhận ra điều này là có thật. Tất cả chúng tôi chỉ cố gắng hy vọng rằng cô ấy sẽ ổn. Nguyễn là một nhà kinh doanh chứng khoán, làm việc tại nhà. Chị gái của cô ấy nói rằng ở nhà hầu như cả ngày không phải là điều gì khác thường. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một ông Việt Nam trong số 27 người di cư đã chết đuối khi vượt biển vào nước Anh. Phòng công tố Paris xác nhận thi thể cuối cùng được nhận dạng trong vụ 27 người di cư chết đuối ở eo biển Manx hồi trung tuần tháng trước là một người Việt Nam. Tuy vậy, hãng tin AFP hôm 17 tháng 12 cho hay danh tánh và hình ảnh người này không được công bố. Bản tin cho biết thêm, đây là một người đàn ông Việt Nam 29 tuổi, từng sống trong khu lều trại của người di cư dọc theo bờ biển phía bắc của nước Pháp. Thảm kịch xảy ra hôm 24 tháng 11 khi chiếc xuồng cao su chở nhóm người di cư bị lật trên eo biển Manx trong lúc tìm cách vượt biển từ Pháp đến Anh. Theo AFP, thì quá trình nhận dạng nạn nhân gặp nhiều khó khăn và kéo dài do nhóm người di cư này không mang theo bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Người nhà nạn nhân cũng phải di chuyển từ nước ngoài tới Pháp để nhận dạng thi thể. Trước khi nhà chức trách Pháp công bố thêm thi thể người Việt, thì đa số nạn nhân trong vụ này được xác định là người Kurd ở Iraq. Ngoài ra có 4 người Afghanistan, 3 người Ethiopia, 1 người Somalia, 1 người Ai Cập và 1 người Kurd ở Iran. Phần lớn nạn nhân là đàn ông, còn lại là 7 phụ nữ, 1 thiếu niên 16 tuổi và 1 em bé 7 tuổi. Theo cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát Pháp, nhóm người nêu trên ngồi xuồng bơm hơi từ Lune Place ở miền Bắc nước Pháp vào đêm 24 tháng 11. Chiếc xuồng sau đó bị chìm, chỉ 2 người được cứu, gồm 1 người Kurd ở Iraq và 1 người Sudan. Nguồn tin ban đầu nói trên xuồng có 34 người, trong khi người Kurd sống sót khẳng định là có 33 người. Cảnh sát Pháp đang điều tra tin báo về việc nạn nhân trên xuồng đã gọi điện thoại cho đường dây nóng ở Anh và Pháp cầu cứu khi xuồng bắt đầu chìm nhưng không được giúp đỡ. Liên quan đến vụ này thì cảnh sát Pháp đã bắt 5 người bị tình nghi tổ chức đường dây đưa người di cư bất hợp pháp vào nước Anh. Bước trước thảm kịch nêu trên thì giới chức Pháp cho biết đã có 14 người chết đuối khi cố vượt eo biển Manx trong năm nay. Hồi đầu năm 2020 có tổng cộng 7 người thiệt mạng và 2 người mất tích trên eo biển Tử Thần khi tìm đường tới nước Anh. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì người Việt làm neo lo lắng cho tương lai khó khăn. Người Việt không chỉ ở nước Anh, nhưng đặc biệt ở Anh khi Omicron đang hoành hành, đã rất lo lắng cho tương lai. Riêng ngành neo thì càng phải lo khi dịch bệnh đến, có khi còn dính bệnh mà không mở thì lấy gì mà ăn. Việc chính phủ Anh thông qua kế hoạch dự phòng B, tức là Plan B, để đối phó với chủng Omicron trong đại dịch Covid đã làm dấy lên nỗi lo phong tỏa trở lại trong cộng đồng neo Việt ở Anh Quốc. Biến thể mới Omicron xuất hiện ở nước Anh vào cuối tháng 11 năm 2021 khi mà người dân Anh Quốc đang háo hức chuẩn bị đón Noel. Với đặc thù ngành neo, Giáng sinh là mùa bận rộn nhất khi mọi người đều muốn làm đẹp để chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất trong năm nay.
Ông Phong Nguyễn là người làm việc trong VL London Nail and Beauty Supply đã trả lời đài BBC News tiếng Việt khi tham dự sự kiện UK Next Stop Nail 2021. Mùa Noel là mùa bận rộn của ngành nail. Nếu mà đóng cửa lúc đó thì mọi người sẽ rất thất thoát trong việc kinh doanh. Vì đầu năm thường là mùa lạnh nên ngành nail sẽ vắng, chủ yếu đông khách là mùa Noel. Hy vọng chính phủ sẽ có những biện pháp để giúp cộng đồng vượt qua mà không phải lockdown. Ông Phòng Nguyễn nói, đồng quan điểm là ông Hà Anh Tuấn với thâm niên gần 10 năm trong ngành nail, nói nếu xảy ra tình trạng lockdown, tức là tình trạng phong tỏa một lần nữa, thì nó sẽ là một khó khăn rất lớn với tất cả doanh nghiệp, bởi vì chúng ta gần như đã kiệt sức sau 2-3 lần lockdown vừa rồi. Và bây giờ khi chúng ta vừa mới mở cửa lại thì một thời gian thôi thì chúng ta mới chỉ phát triển được một chút xíu thôi. Mà bây giờ nếu đóng cửa thì thực sự nó sẽ mang lại hậu quả về kinh tế rất nặng. Giờ đây thì cộng đồng Việt Nam làm nail ở Vương quốc Anh đang từng ngày theo dõi những thay đổi trong chính sách chống dịch của chính phủ Anh, cùng với hy vọng là sẽ không có thêm lệnh phong tỏa nào được đưa ra trước Giáng sinh. Cơm áo gạo tiền. Mong muốn của chúng tôi qua sự kiện chưa có tiền lệ này là để ngành nail của người Việt chúng ta có tiếng nói mạnh mẽ hơn, có chỗ đứng vững chắc hơn và là một trong ngành nghề được tôn vinh tại Anh Quốc. Bà Thảo Nguyễn nói với BBC tại sự kiện UK Next Stop Nail 2021 ở Birmingham, Anh Quốc vào hôm 28 tháng 11 năm 2021. Cuộc thi này, chúng tôi với một niềm mong muốn là gắn kết và mang cộng đồng nail đến một tầm cao mới. Bà Thảo Nguyễn, đại diện ban tổ chức cho biết đây là sự kiện quy mô lớn lần đầu tiên cho Hiệp hội Nail Việt Nam tại Vương quốc Anh, NVA UK, đứng ra tổ chức, quy tụ các thợ nail tay nghề cao và sáng tạo tham gia cuộc thi chung kết của UK Next Top Nail. Thay vì mọi người từ trước đến nay chỉ nghĩ làm nail là một nghề để kiếm sống, thì bây giờ chúng tôi muốn lan tỏa sự sáng tạo này và mong muốn là mọi người có thể trao ra hết sự sáng tạo của mình, có thể chơi hết khả năng của mình, và ở đây sẽ là nơi các bạn có thể khoe sắc của mình, bà Thảo nói. Mỗi người có một màu sắc như vậy và sẽ được minh chứng bởi cộng đồng người Việt tại UK để làm sao ngành nail của chúng ta sẽ có một tiếng nói mạnh mẽ hơn, có chỗ đứng vững chắc hơn và là ngành nghề được tôn vinh trong nước Anh này, bà Thảo nói thêm. Là người có thâm niên làm việc 15 năm trong ngành nail, thì bà Thảo hiểu rõ tầm quan trọng của ngành nail đối với người Việt ở Vương quốc Anh. Người Việt mình ở đây hầu hết ai cũng làm ngành nail, và từ ngành nail họ mang người Việt đến, giống như những thay đổi trong cuộc sống và giúp cho người Việt mình cơm áo gạo tiền từ trước đến nay. Ở Anh cũng có các trường của người Việt đào tạo chính quy về ngành nail và cấp chứng chỉ làm việc sau khóa học. Bà Hiền Tina Dong, giám đốc trường dạy nghề TLC Nail and Beauty Training Academy chia sẻ tiếng Việt về các khóa học, nhu cầu mua bảo hiểm cho chủ và thợ làm nail ở Anh Quốc. Ở trong trường chúng tôi luôn giảng dạy những khóa học về nail và beauty. Sau những khóa học cơ bản thì các bạn sẽ đăng ký những khóa học nâng cao để các bạn có thể nâng cao tay nghề. Trong quá trình dạy nghề, chúng tôi còn dạy về tất cả thành phần trong sản phẩm các bạn đang dùng sẽ ảnh hưởng gì tới sức khỏe của khách hàng hoặc có thể mang lại dị ứng cho khách hàng hay không. Trong phần lý thuyết thì chúng tôi sẽ dạy hết cho các bạn để biết làm cách nào có thể kiểm tra sự dị ứng của khách hàng để không để xảy ra rủi ro cho các bạn. Sau khi hành nghề, các bạn phải mua bảo hiểm để các bạn có thể hành nghề ở trong salon của bạn. Để chẳng may có chuyện gì xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ giúp đỡ và giải quyết tất cả các thứ trong salon của bạn. Thay đổi để bắt nhịp với xu hướng khách hàng. Nếu như trước đây người Việt ở nước Anh chỉ chủ yếu tập trung phát triển ngành nail, thì xu hướng này hiện nay có sự thay đổi. Nhiều tiệm nail đã kết hợp mở thêm dịch vụ làm đẹp ngay trong salon của mình. Do đó, các trung tâm đào tạo làm nail cũng mở thêm các khóa học nâng cao về làm đẹp. Bà Hiền Tina Đông chia sẻ, ngoài cơ bản về ngành nail thì các bạn có thể học những ngành nâng cao, ví dụ như ngành beauty, nhu cầu của khách hàng rất là lớn và họ đến với mình thì họ luôn luôn mong muốn có những dịch vụ. Họ có thể đến một nơi để làm tất cả những dịch vụ khác. Bằng cách đó thì mình có thể tạo thêm nguồn thu nhập cho salon rất là nhiều. Cái đấy là cần thiết mà mình có thể phát triển vừa ngành nail và ngành beauty trong Anh Quốc. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng khá nặng nề đến nghề nail nói riêng ở Anh Quốc.
Tuy vậy, không phải chỉ ảnh hưởng tiêu cực mà nó cũng tạo ra những tác động tích cực đến sự thay đổi của ngành nail của người Việt ở nước Anh. Bà Thảo Nguyễn phân tích. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một người phụ nữ đã chết và 3 trẻ em nhập viện sau khi ngộ độc khí carbon monoxide ở Pittsburgh. Một người mẹ đã chết, người cha và 3 đứa con phải nhập viện sau khi cảnh sát Pittsburgh, California cho biết tất cả họ có thể đã tiếp xúc với một lượng khí carbon monoxide cao. Một người họ hàng đã gọi điện cho cảnh sát vào hôm thứ Năm và nói rằng họ đã không nhận được tin tức từ gia đình trong vài ngày và rất lo lắng cho họ. Cảnh sát cho biết các nhân viên đã đến nhà lúc 7 giờ tối hôm đó dọc theo phố Vincent. Khi các viên cảnh sát đến nơi, họ nhìn thấy một người đàn ông mất phương hướng. Cảnh sát cho biết họ cũng tìm thấy một phụ nữ bên trong không có phản ứng. Người nhà xác định người phụ nữ này là Crystal Stafford, 52 tuổi, và 3 đứa con của cô từ 6, 13 và 15 tuổi cũng ở trong nhà và bị bệnh. Các nhân viên của Pacific Gas and Electric đã đến ngôi nhà và nói với nhà chức trách rằng họ phát hiện thấy hàm lượng khí carbon monoxide rất cao được đo ở trong nhà, và cảnh sát tin rằng mọi người có thể đã bị ngộ độc khí carbon monoxide. Đội cứu hỏa Contra Costa và các nhân viên y tế đã đưa mọi người trong nhà đến bệnh viện. Những đứa trẻ được cho là sẽ bình phục, nhưng cảnh sát nói rằng người phụ nữ được cho là đã chết tại hiện trường. Nhà chức trách cho biết nguồn gốc rò rỉ khí carbon monoxide được cho là từ lò sưởi của nơi ở. Tuy nhiên, các điều tra viên vẫn đang làm việc để xác nhận điều này. Theo CDC, hơn 400 người thiệt mạng do vô tình tiếp xúc với khí carbon monoxide mỗi năm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ít nhất là 5 người vô gia cư ở San Jose đã chết trong thời tiết mưa lạnh. Một tổ chức bảo vệ quyền cho người vô gia cư ở San Jose đang rất phẫn nộ sau tin tức rằng ít nhất 5 người đã chết trên đường phố trong thời tiết mưa lạnh của tuần này. Trong khi những người bảo vệ quyền cho người vô gia cư muốn có câu trả lời về những gì đã xảy ra, các viên chức thành phố đang cố gắng mở các trung tâm sưởi ấm trước khi cơn bão tiếp theo đến. Nhiệt độ giảm đã gây ảnh hưởng cho người vô gia cư của San Jose. Các viên chức thành phố xác nhận là ít nhất 5 người đã chết trong tuần này. Tổ chức bảo vệ quyền cho người vô gia cư tin rằng một người thứ 6 đã qua đời chỉ sau một đêm. Họ đang chết vì ở ngoài trời mưa và lạnh. Người bảo vệ quyền cho người vô gia cư là Sean Cartwright cho biết. Trong thời tiết lạnh giá như thế này, thì tổ chức bảo vệ quyền nói rằng họ đã yêu cầu chính quyền hành động, mở các trung tâm sưởi ấm trước khi cơn bão đến. Câu trả lời họ nhận được là những lời nói hời hợt. Cartwright nói, họ nên lắng nghe vì chúng tôi biết điều này sẽ xảy ra. Các viên chức San Jose nói rằng họ đã làm hết sức có thể với những nguồn lực mà họ có. Họ đã cử các đội tiếp cận đến các khu vực trước cơn bão. Viên chức San Jose thừa nhận sau một tuần như thế này, họ sẽ nhìn lại những gì đáng lẽ có thể làm được. Chúng tôi luôn đánh giá và xem xét lại các cơ hội mới, phản ứng mới. Vì vậy, đó thực sự là một quá trình liên tục. Jeff Scott, phát ngôn nhân của Sở Gia cư San Jose cho biết. Và họ đang thực hiện một số thay đổi. Nhà chức trách đã có kế hoạch mở 2 địa điểm sưởi ấm qua đêm trong tháng này. Scott nói, chúng tôi rời ngày mở cửa của thư viện chi nhánh Evergreen sang thứ 6 tuần này vì chúng tôi dự đoán thời tiết sẽ lạnh và ẩm ướt hơn vào cuối tuần này nên chúng tôi muốn bắt kịp thời điểm đó, Scott nói. Trong khi những người bảo vệ quyền lợi cho người vô gia cư nói rằng họ vui mừng vì sự thay đổi này, họ ước nó đến trước cơn bão vì nhiều người đã chết trên đường phố. Một địa điểm sưởi ấm tại trung tâm cộng đồng Leninger mở cửa vào ngày 20 tháng 12, thư viện chi nhánh Evergreen mở cửa vào thứ 6. Cả hai sẽ mở cửa hàng đêm cho đến hết tháng 4 tới. Bạn cần có giấy giới thiệu để ở lại các trung tâm. Số điện thoại cho giới thiệu OWL là 408-510-7600. Các cá nhân cũng có thể gửi email tới outreach@homefirstscc.org. Ngoài những nơi trú ẩn trong thời tiết lạnh giá, thì các viên chức cho biết có 1972 giường trú ẩn trên toàn quận mở cửa quanh năm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì băng đảng Haiti đã thả hết 12 nhà truyền giáo bị bắt cóc.
một tổ chức truyền giáo có trụ sở đặt tại Ohio hôm thứ Năm 16 tháng 12, cho biết 12 người còn lại trong các con tin từng bị một nhóm băng đảng ở Haiti bắt cóc vừa được thả ra, theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Hai tháng trước đây, các nhà truyền giáo thuộc tổ chức Christian Aid Ministers, viết tắt là CAM, khi làm công việc từ thiện ở Haiti đã bị tổ chức 400 Magozo bắt cóc. Thành phần 400 Magozo kiểm soát vùng ngoại ô gần Port-au-Prince, theo giới chức công lực địa phương. Tổng cộng có 17 nhà truyền giáo bị bắt cóc, trong đó gồm cả trẻ em. Trong thời gian qua, băng đảng này lần lượt thả ra 5 con tin. Nhóm các nhà truyền giáo bị bắt cóc lúc đi ngang qua vùng ngoại ô Croix de Bouquet của Port-au-Prince sau khi đến thăm một trại trẻ mồ côi. CAM viết trên trang web của họ: "Hãy cùng tôn vinh Chúa vì lời cầu nguyện đã được Ngài đáp lại. 12 con tin còn lại được trả tự do vào tất cả, và tất cả 17 nhà truyền giáo đáng kính hiện đều an toàn." Cảm ơn quý vị cùng chung sức cầu nguyện trong suốt 2 tháng qua. Nếu có thông tin gì mới thì tổ chức sẽ sớm thông báo đến quý vị. Hầu hết những người bị bắt cóc là người Mỹ, chỉ có một người là người Canada. Bên phía cảnh sát Haiti cũng xác nhận rằng các con tin đã được tự do, theo NBC News. Ban đầu thì băng đảng này đòi khoản tiền chuộc là 1 triệu đô la cho mỗi con tin, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu những kẻ bắt cóc có nhận được khoản tiền chuộc nào hay không. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một thanh niên 24 tuổi bỗng bị liệt nửa người khi thức dậy, và bác sĩ đã cảnh báo 3 dấu hiệu của nhồi máu não, chỉ cần có một thì phải đi khám ngay. Nhiều người vẫn nghĩ là nhồi máu não là tình trạng mà chỉ người cao tuổi mới gặp phải. Tuy nhiên, số lượng người trẻ tuổi bị nhồi máu não đang ngày càng tăng, nguyên nhân bởi những hành động hàng ngày không ai ngờ tới. Một thanh niên 24 tuổi có tên là Tiểu Bạch sống ở Thiểm Tây. Gần đây khi thức dậy vào một buổi sáng, cậu phát hiện đầu rất là đau và còn chóng mặt và rất lờ đờ, đi lại cũng khó khăn. Sau khi nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ thì tình trạng trên vẫn không hề đỡ mà thậm chí còn xuất hiện hiện tượng liệt nửa người. Tiểu Bạch đã nhanh chóng gọi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán Tiểu Bạch đã gặp những triệu chứng của nhồi máu não. Ngay sau đó thì bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành làm tan huyết khối tĩnh mạch cho cậu. Thật may Tiểu Bạch đã giữ được mạng sống và cũng không để lại di chứng gì nghiêm trọng. Nếu không cứu chữa kịp thời, có thể là cậu sẽ bị liệt. Ba dấu hiệu của nhồi máu não. Thứ nhất là cơ thể cứng ngắc, không linh hoạt, khuôn mặt bị tê bì. Nếu như đột nhiên phát hiện các bộ phận trên gương mặt như mắt, miệng bị méo, cơ thể xuất hiện cảm giác cứng nhắc, không linh hoạt, thì phải cảnh giác ngay. Đây là những dấu hiệu rất phổ biến của nhồi máu não. Thứ nhì là đau đầu và chóng mặt. Đa số các bệnh nhân nhồi máu não sẽ bị tắc nghẽn mạch máu, lượng máu cung cấp không đủ và nhiều vấn đề khác. Một khi não không được cung cấp đủ lượng máu, có thể sẽ dẫn đến tình trạng đau đầu và chóng mặt. Đây là biểu hiện rất quan trọng trước khi xuất hiện nhồi máu não, khi não mô cầu bị thiếu hụt nguồn cung cấp máu. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Nga cảnh báo không gian mạng là nơi xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Theo ông Andriy Kruskiy, một quan chức Bộ Ngoại giao Nga vừa cảnh báo tại Học viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moscow, một cuộc chiến đang diễn ra và diễn ra rất khốc liệt. Đây đã là một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Các cuộc tấn công mạng đã trở nên thường xuyên và nghiêm trọng đến mức tạo thành một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba mới đang bị che giấu trước mắt công chúng. Các hành động thù địch toàn diện đang diễn ra trên không gian mạng, ông Kruskiy nói. Chúng tôi chỉ không biết mức độ thiệt hại và cuối cùng thì ai sẽ mất, hoặc tình hình thế giới sẽ như thế nào do hậu quả của cuộc chiến tranh này. Theo đài truyền hình RT của Nga, thì ông Kruskiy cũng nhấn mạnh Điện Kremlin mong muốn tận dụng cấu trúc hoạt động của Liên Hiệp Quốc để đạt được các thỏa thuận quốc tế liên quan đến chiến tranh kỹ thuật số. Tuy nhiên, ông phàn nàn Mỹ và các quốc gia khác đã can thiệp vào nỗ lực của Moscow trong việc đưa vấn đề này trở thành một ưu tiên. Đầu năm 2021, tổng thống Joe Biden đã ban hành các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Ông Biden cáo buộc Điện Kremlin đứng sau vụ tấn công lớn nhằm vào công ty SolarWinds có trụ sở tại tiểu bang Texas, Mỹ, làm tổn hại hệ thống của hơn 100 công ty thương mại trên khắp thế giới, cũng như 9 công ty của Mỹ. Moscow đã bác bỏ cáo buộc và nói đã đến lúc Nga phải đặt vấn đề với Mỹ
nơi xuất hiện các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Nga. Vào tháng 3, thì công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ đã cảnh báo người Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng ngày càng tồi tệ hơn trong tương lai. Mọi người thậm chí không biết tất cả những thứ mà họ đang phụ thuộc vào. Đột nhiên, đến một ngày, chuỗi cung ứng bắt đầu bị gián đoạn vì máy tính không hoạt động. Ông Kevin Mendia, giám đốc điều hành của công ty FireEye, nói. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Biden lại một lần nữa gọi nhầm bà Kamala Harris là Tổng thống Mỹ khi phát biểu trước đám đông. Phát biểu trong lễ tốt nghiệp tại Đại học tiểu bang South Carolina ngày 17 tháng 12, thì ông Joe Biden đã gọi nhầm chức vụ của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris là Tổng thống. Cụ thể thì ông Joe Biden phát biểu, nói một cách nghiêm túc, Tổng thống Harris là một cựu sinh viên đáng tự hào của Đại học Howard. Đây là lần thứ ba ông Joe Biden gọi nhầm phó tướng của mình là Tổng thống. Trước đó, hồi tháng 12 năm 2020, khi kêu gọi người dân chích vaccine COVID-19, ông cũng đã gọi nhầm Harris là Tổng thống đắc cử. Trong bài phát biểu về tiến độ chích ngừa Mỹ ngày 18 tháng 3, ông Joe Biden đã một lần nữa gọi nhầm Harris là Tổng thống. Không chỉ vậy, Biden cũng từng quên tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Lloyd Austin khi gọi cấp dưới của mình là người mặc bộ đồ đứng đằng kia. Ngoài ra, ông Joe Biden còn từng gọi nhầm cháu gái Natalie thành con trai Bo Biden. Ở tuổi 79, thì Biden đang là vị tổng thống cao tuổi nhất của Mỹ. Theo kết quả thăm dò gần đây của Politico Morning Consult cho thấy, khoảng 50% người Mỹ lo ngại về sức khỏe thể chất và tinh thần của ông. Tuy nhiên, trong báo cáo, sau cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ của ông Joe Biden ngày 19 tháng 11, thì bác sĩ tòa Bạch Ốc là Kevin O'Connell cho biết ông vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, đủ sức thực hiện thành công các nhiệm vụ của Tổng thống. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì mở tủ đông cũ, người đàn ông phát hiện ra một xác chết nhưng không rõ người hay vật, và cảnh sát lùng ra bí mật đã cất giấu 27 năm của một ác phụ. Nếu người đàn ông không mở cánh cửa tủ đông ấy ra, không biết bí mật kinh hoàng này còn bị cất giấu bao lâu nữa. Wax Storage là một kho lưu trữ đồ nằm ở địa chỉ số 1004 đường Old Steel Springs, thành phố Tullahoma, tiểu bang Tennessee. Mới đây, đơn vị này đã được bán đấu giá sang tên cho một chủ nhân khác. Tuy nhiên, không ai ngờ lần chuyển đổi này lại mở ra một bí mật kinh thiên động địa của một người phụ nữ có tên là Melissa Sims McCann, 62 tuổi. Được biết, vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, một nam nhân viên của kho lưu trữ này đã mở cánh cửa một chiếc tủ đông ở đây và phát hiện vật thể lạ trông như xác người. Người đàn ông này lập tức gọi điện đến sở cảnh sát Tullahoma. Thông cáo báo chí ngày 10 tháng 12 nêu rõ, các nhà chức trách đã phát hiện ra bộ hài cốt không xác định trong một kho lưu trữ gần đây đã được bán đấu giá. Lúc đầu, họ không chắc liệu hài cốt có phải là người hay không, nhưng sau khi gửi nó đến văn phòng giám định y tế, thì kết quả khẳng định rằng đó là một đứa trẻ sơ sinh. Tiếp đó, thì cảnh sát đã lần theo hồ sơ của đơn vị lưu trữ và tìm ra danh tính bà Melissa, người đã thuê ngăn tủ đông này từ tháng 3 năm 1994. Các nhân viên của sở cảnh sát Tullahoma đã phát hiện ra rằng người phụ nữ này đã thuê chiếc tủ đông với mục đích duy nhất là để cất giữ hài cốt của đứa trẻ sơ sinh chào đời đủ tháng. Bà Melissa, khi ấy khoảng ngoài 30 tuổi, đã hạ sinh đứa trẻ vài ngày trước khi thuê thiết bị đông lạnh. Đến nay không rõ điều gì đã khiến đứa trẻ tử vong và lý do tại sao bà ta lại phải cất giữ hài cốt đứa trẻ theo cách đó. Hiện giới tính của đứa trẻ vẫn chưa được tiết lộ. Ngày 10 tháng 12, thì bà Melissa đã bị đại bồi thẩm đoàn Hart Coffee truy tố tội danh lạm dụng thi thể. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc và có thể thêm các cáo trạng bổ sung nếu bằng chứng về tội ác khác được phát hiện. Melissa dự kiến sẽ ra hầu tòa vào ngày 17 tháng 12 tới đây, lúc 9 giờ sáng. Người phụ nữ này vẫn chưa đưa ra bình luận công khai nào về bản cáo trạng của mình. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì một học sinh đã bị bắt vì dọa nổ súng trong trường học. Một học sinh 13 tuổi tại Florida đã bị bắt vào thứ Sáu
vì đã dọa nổ súng trong trường học trong một cuộc nói chuyện qua mạng với bạn bè. Theo sở cảnh sát Orange County, nam sinh vốn vừa bị đuổi học khỏi một trường tư đang nói chuyện với các bạn bè khác trên một video chiếu trực tiếp và đã dọa nổ súng tại trường. Các học sinh khác đang tham gia cuộc trò chuyện này đã lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đã tới nhà của nam sinh này và tìm thấy một khẩu súng, súng hơi cùng nhiều con dao. Nhà chức trách không tiết lộ tên ngôi trường đã đuổi học nam sinh này và cũng không cho biết các học sinh đang trò chuyện trên mạng xã hội nào. Trong khi đó, vào hôm thứ Sáu, lực lượng công lực trên khắp Hoa Kỳ đã được đặt trong tình trạng đề phòng cao trong suốt ngày sau khi nhiều lời đe dọa nổ súng và đánh bom trường học lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều bài đăng trên mạng TikTok cũng nhắc đến những lời đe dọa, nói rằng các vụ nổ súng và đánh bom sẽ diễn ra tại các trường học trên khắp Hoa Kỳ vào thứ Sáu và khuyên học sinh nên ở nhà vào ngày này. Cơ quan FBI đang điều tra nguồn gốc tin đồn và nói rằng hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tin đồn này là đáng tin cậy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một bà mẹ đã ngồi khóc ngoài cửa 5 phút trước khi qua đời. Con đã sững sờ khi xem camera. Ngày 13 tháng 12, một câu chuyện buồn của một bà cụ ở huyện Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Bà đột ngột ra đi khi đang ở nhà một mình, không có con cái nào bên cạnh. Sự ra đi đột ngột của mẹ đã khiến người nhà rất là sốc. Họ đã nhanh chóng kiểm tra camera an ninh trước cổng thì phát hiện câu chuyện đau lòng. Chỉ 4-5 phút trước khi mất, cụ đã ra ngoài cửa ngồi thất thần, có lúc bà ôm mặt khóc nức nở. Cảm giác bà đang thấy cô đơn và trống trải. Sau đó bà đi vào nhà, lên giường nằm rồi không tỉnh lại nữa. Con dâu của bà là cô Trương đã xúc động chia sẻ. Sau khi biết mẹ qua đời thì chúng tôi đã mở camera giám sát trước nhà để xem. Hôm đó thì mọi người đều bận việc, không có ai ở nhà. Mẹ tôi ra trước cửa ngồi thất thần, ngơ ngác rồi khóc lóc một lúc. Có lẽ bà linh cảm bản thân không ổn. Bà không gọi cho chúng tôi, cứ ngồi đó lặng lẽ. Chắc hẳn là bà sợ con cái phải bỏ công việc về với bà. Cảnh tượng ấy thật là quá xót xa. Con cái tỏ ra ân hận sau khi nhìn hình ảnh cuối đời của mẹ. Nếu như không phải ai cũng mải mê với công việc của mình thì mọi việc đã không xảy ra. Có thể họ đã kịp đưa bà vào viện khi bà có dấu hiệu không khỏe. Cô Trương vừa nói vừa khóc. Thật là buồn khi cuối đời mẹ lại ra đi cô độc, không có ai ở bên cạnh. Người dùng mạng đã xót xa. Thật là thương cho bà, mong bà ra đi thanh thản. Thật sự là buồn khi tuổi già lại không có người thân bên cạnh. Hãy yêu thương cha mẹ khi còn có thể, đừng để cha mẹ cô độc nhé. Sau khi đọc câu chuyện này thì tôi chỉ muốn về bên mẹ của mình. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thật là kỳ lạ, cô gái Mỹ 22 tuổi đã mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi. The Sun ngày 17 tháng 12 đã đưa tin người phụ nữ kể trên có tên là Shona Ray. Cô mắc một dạng ung thư não hiếm gặp khi mới có 6 tháng tuổi và phải trải qua quá trình hóa trị dẫn tới chậm lớn. Chiều cao hiện tại của Shona là 1,17m, tương đương với chiều cao trung bình của một bé gái 9 tuổi. Trong bộ phim tài liệu Tôi là Shona Ray, người phụ nữ tiết lộ những khó khăn liên quan đến vẻ ngoài trẻ trung của mình, bao gồm cả việc khó hẹn hò, đi đến các quán bar, xâm mình và tới phòng gym vì mọi người nghĩ rằng cô là một đứa trẻ. Shona đã giới thiệu về bản thân trong đoạn mở đầu bộ phim, dự kiến là công chiếu vào ngày 11 tháng 1 năm 2022. Nếu mọi người nhìn tôi thì họ sẽ nghĩ tôi chỉ là một cô bé bình thường, làm những việc bình thường với gia đình vui vẻ của mình. Nhưng sự thật tôi không phải là một cô bé. Tôi là một phụ nữ 22 tuổi đã bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ 8 tuổi. Cô nói thêm, tuyến yên của tôi gần như không hoạt động vì hóa trị liệu. Bác sĩ bảo tôi rằng tôi đã phát triển hoàn toàn, xương của tôi đã ngừng phát triển và chiều cao của tôi là 1,17m. Mẹ của Shona là bà Patricia Patti Scrankill cũng chia sẻ trong bộ phim tài liệu về khoảng thời gian đau lòng khi con gái của bà bị ung thư não từ lúc còn nhỏ. Bà Patti nói, Shona được 6 tháng tuổi thì chúng tôi phát hiện nó bị ung thư não. Tôi cảm thấy nó sẽ phải qua nhiều ngày trong suốt phần đời còn lại. Vì vậy, tất cả những gì tôi có thể làm là bảo vệ con bé.
Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì người phụ nữ bị chậm kinh nguyệt 49 ngày khiến cho bác sĩ sốc nặng khi siêu âm. Ngày 14 tháng 12, Michael Navi là một bác sĩ người Canada đã chia sẻ một đoạn video lên TikTok cá nhân của mình để kể về một trường hợp vô cùng hiếm gặp mà lần đầu tiên ông đã trải nghiệm trong cuộc đời làm nghề y. Chỉ sau 3 ngày đăng tải video của ông đã có 5,4 triệu view và gần 600.000 bình luận. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã chứng kiến đủ trường hợp kỳ lạ rồi. Cho đến một ngày, một người phụ nữ 33 tuổi đến phòng khám của tôi. Cô ấy cho biết mình gặp vấn đề bất ổn về kinh nguyệt. Trong quá khứ, kỳ kinh nguyệt của cô kéo dài tới 14 ngày. Nhưng gần đây cô lại bị tắc kinh, đã 49 ngày kể từ khi kết thúc kinh nguyệt gần nhất, bác sĩ Navi kể. Sau đó thì để tiến hành khám bệnh, bệnh nhân đã được thực hiện siêu âm và kết quả đúng như dự đoán của bác sĩ. Đó là cô đang mang thai, thế nhưng hình ảnh trong màn hình siêu âm khiến Navi sốc toàn tập bởi vì em bé không hề nằm ở vị trí thông thường mà lại nằm ở trong gan của người mẹ. Thực sự là không thể tin nổi. Thứ chúng tôi nhìn thấy trong lá gan cô ấy là một em bé. Cô ấy đã mang thai ngoài tử cung. Đây không phải là một điều lạ, nhưng lần đầu tiên tôi thấy bào thai lạc tận đến gan, vị bác sĩ kể thêm. Tuy nhiên, điều đáng buồn là với trường hợp hiếm này, người mẹ không thể giữ lại em bé được. Sau đó không lâu cô đã được phẫu thuật lấy bào thai ra. Đây quả là một tin đau buồn. Tôi hy vọng người mẹ sớm khỏe và rất tiếc cho sự mất mát của cô ấy. Một người dùng TikTok bình luận: mang thai trong ổ bụng là một loại thai ngoài tử cung hiếm gặp, với tỷ lệ xảy ra chỉ là 1,4% trong tổng số các trường hợp mang thai ngoài tử cung. Nó xảy ra khi trứng di chuyển sai đường xuống ống dẫn trứng và ra ngoài ổ bụng. Trường hợp thai ở vị trí gan thì càng hiếm hơn. Theo một bài báo y khoa của BBC News năm 2003, toàn thế giới từ trước tới nay mới chỉ ghi nhận đúng 4 trường hợp mang thai ở trong gan mà có thể sinh con thành công. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.